Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài thơ Nói với con của nhà thơ Y Phương. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu chung về tác giả. Tác giả tên thật là Hứa Vĩnh Sước, ông sinh ngày 24 tháng 12 năm 1948, quê ở Trùng Khánh, Cao Bằng. Y Phương nhập ngũ năm 1968 và phục vụ trong quân đội đến năm 1981 thì chuyển về công tác tại Sở Văn hóa Thông tin Cao Bằng. Và hiện nay ông đang giữ chức Chủ tịch Hội Văn học Văn nghệ Cao Bằng. Ông đã xuất bản nhiều tác phẩm, ví dụ Người Hoa Núi, Tiếng Hát Tháng Giêng, Lửa Hồng Một Góc, Lời Chúc và Đàn Then. Tiếp theo chúng ta đến với phần thứ hai, đọc và tìm hiểu chú thích. Ở đây chúng ta cần chú ý một số những từ ngữ như sau, ví dụ người đồng mình. Người đồng mình được nhắc đến ở trong tác phẩm chính là người vùng mình, người miền mình. Đây là một cách hiểu cụ thể về những người sinh sống ở trên một miền đất quê hương của một dân tộc. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về thể thơ của văn bản. Thể thơ của văn bản này là thể tự do và phương thức biểu đạt chính là phương thức biểu cảm. Về bố cục, bài thơ có thể chia làm 3 phần. Phần đầu là từ đầu cho đến đẹp nhất trên đời. Đó là phần mà người cha nói với con về tình cảm cội nguồn. Phần thứ hai là tiếp theo cho đến phong tục. Ở đây, người cha nói với con về sức sống bền bỉ của quê hương. Và phần thứ ba là phần còn lại, đó là lời dặn dò của người cha với con. Như vậy chúng ta thấy bài thơ có một bố cục rất là logic chặt chẽ. Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt từng phần. Đầu tiên phần thứ nhất, cha nói với con về tình cảm cội nguồn. Chân phải bước tới cha, chân trái bước tới mẹ. Một bước chặng tiếng nói, hai bước tới tiếng cười. Trong đoạn này tác giả đã sử dụng liên tục biện pháp điệp từ và điệp lại cấu trúc câu nhằm mô tả hình ảnh rất mộc mạc của đứa bé đang bước tới cha mẹ trong niềm vui hạnh phúc. Đồng thời để diễn tả điều đấy thì tác giả còn sử dụng rất nhiều những cái hình ảnh mang tính chất mộc mạc và cách diễn đạt chất phác của người dân tộc miền núi. Hình ảnh cụ thể và cách diễn đạt dường như vô lý song lại tạo ra sự độc đáo, đặc sắc trong tư duy và cách diễn đạt của người miền núi. Nó vẽ ra một không khí gia đình đầm ấm, quấn quýt trong cảnh đứa bé đang tập đi bước tới cha mẹ. Cha mẹ thì cổ vũ động viên, một gia đình ấm áp đầy tiếng nói cười. Từ đó thì người cha kể cho đứa con nghe về niềm hạnh phúc của cha mẹ. Cha mẹ mãi nhớ về ngày cưới, ngày đầu tiên đẹp nhất trên đời. Kể lại hạnh phúc này cũng để nói lên rằng gia đình chúng ta mãi thương yêu nhau. Một cuộc sống gia đình hạnh phúc chính là tiền đề cho những hạnh phúc lớn lao về sau. Nó tạo ra một không gian gia đình đầm ấm với đứa trẻ lẫm chẫm tập đi tập nói. Đứa bé ấy lớn lên trong sự nâng niu chờ đón của cha mẹ. Ai cũng vậy, gia đình đầm ấm hạnh phúc chính là tiền đề đầu tiên để tạo ra những bước vững chắc của con người trong tương lai mai sau. Từ đó thì người cha nói với con về người đồng mình. Người đồng mình yêu lắm con ơi. Ở đây cách nói mộc mạc mang tính địa phương của người dân tộc đã thể hiện một tình cảm quê hương hiện lên sâu sắc qua cách gọi. Phải là người có tình yêu sâu đậm với quê hương thì mới cất lên tiếng gọi tha thiết như thế. Tác giả đã nói về quê hương của mình với những hình ảnh rất đẹp, đan lờ, cài, nan hoa, vách nhà, khen câu hát. Ở đây tác giả đã sử dụng nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác cộng với các động từ như là cài, như là khen để từ đấy miêu tả cho chúng ta thấy cuộc sống lao động cần cù, tươi vui trong không gian ấm nồng với những điệu hát then, với cả lao động vô cùng tỉ mỉ. Ngoài ra, nó còn thể hiện sự gắn bó, quấn quýt trong làm ăn của người đồng bào. Như vậy thì ở đây con đã dần khôn lớn trưởng thành, không chỉ là ở trong gia đình mà trong cuộc sống lao động, trong nghĩa tình sâu nặng của quê hương. Rừng cho hoa, con đường cho những tấm lòng. Rừng núi quê hương thật thơ mộng và trữ tình. Vẻ đẹp của thiên nhiên không phải chỉ ở màu sắc mà nó còn là ở tấm lòng, ở sự che chở, nuôi dưỡng con người cả về tâm hồn, về lối sống. Như vậy, con đã sinh ra lớn lên nhờ tình yêu thương đùm bọc của cha mẹ, của gia đình,
nhờ sự chở che của quê hương, của thiên nhiên, núi rừng. Từ đấy sang phần 2, tác giả đã nói về sức sống bền bỉ của quê hương. Người đồng mình thương lắm con ơi, tác giả vẫn tiếp tục sử dụng nghệ thuật điệp cấu trúc, điệp lại câu người đồng mình thương lắm con ơi. Và người đồng mình ở đây được nhắc lại không chỉ một lần. Sử dụng điệp mà cấu trúc như vậy, tác giả đã một lần nữa nhấn mạnh vào cách gọi yêu thương. Nếu trước là yêu thì giờ là thương, một tình cảm sâu đậm dành cho người đồng mình. Từ đấy hình ảnh người đồng mình được vẽ ra, cao đo nỗi buồn, xa nuôi chí lớn. Ở đây tác giả đã sử dụng cách nói rất là cụ thể hình ảnh của người dân tộc để nói về tâm hồn con người. Tâm hồn của người đồng mình là gì? Lấy cái cao để đo nỗi buồn, lấy cái xa để đo chí lớn. Đó là một cách nói mộc mạc, nhưng đồng thời nó giúp chúng ta hình dung ra hình ảnh con người ở miền núi, họ sánh ngang với núi rừng, hiên ngang lớn lao về ý chí, tâm hồn. Sống trên đá, không chê đá gập ghềnh, sống trong thung, không chê thung, nẻo đói. Người cha còn nói với đứa con của mình về hình ảnh quê hương. Ở đây, nghệ thuật điệp từ và những từ gợi tả được sử dụng vô cùng đắc địa, nhằm thể hiện sự gắn bó của quê hương, gắn bó với quê hương cộng đồng. Dù quê hương còn thiếu thốn khó khăn, nhưng con người vẫn gắn bó chặt chẽ với quê hương. Để rồi, con người sống trong hoàn cảnh đó là một lối sống, sống như sông như suối, lên thác xuống gành, không lo cực nhọc. Thế nào là sống như sông như suối? Ở đây tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh rất là hình ảnh, đậm cách nói của người dân tộc miền núi, và sử dụng thành ngữ lên thác xuống gành để nhằm miêu tả một sức sống mạnh mẽ, không gì ngăn nổi, sống với ý chí tự cường rất cao, vượt lên trên tất cả khó khăn. Qua đó ta thấy mong muốn của người cha: con phải có nghĩa tình chung thủy với quê hương, biết chấp nhận và vượt qua gian nan thử thách bằng ý chí và niềm tin của mình, chứ không phải chỉ ngồi kêu ca than vãn. Hình ảnh người đồng mình cũng tiếp tục được vẽ ra bằng những nét nét cụ thể nhưng đầy tình cảm. Người đồng mình thô sơ da thịt, chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con. Tác giả đã sử dụng ẩn dụ thô sơ da thịt ở hình ảnh nhỏ bé, nghệ thuật đối lập giữa hai câu thơ, những hình ảnh rất mộc mạc, để từ đó miêu tả hình ảnh người đồng mình dẫu là có thô sơ da thịt, có sống hoang dã nhưng lại chứa đựng tâm hồn lớn lao, giàu ý chí. Ý chí ấy thể hiện qua hình ảnh người đồng mình biết tự đục đá kê cao quê hương, còn quê hương thì làm phong tục. Vẫn là nghệ thuật ẩn dụ với giọng điệu, tâm tình và hình ảnh rất gợi cảm. Từ đó tác giả vẽ ra hình ảnh của con người đồng mình đã tự dựng xây quê hương, tôn lên vẻ đẹp cho quê hương bằng chính ý chí, bằng chính sức mạnh của mình. Giọng điệu khi mạnh mẽ, khi nhẹ nhàng và cách nói mộc mạc ấy thực sự đã thể hiện niềm tự hào về dân tộc. Như vậy ở đây, trong phần thứ hai, người cha đã nói với con về truyền thống quê hương với niềm tự hào và khuyên con phải sống xứng đáng với truyền thống đó. Từ đây, người cha đi đến phần thứ ba, phần cuối cùng là lời dặn dò. Con ơi, dẫu thô sơ da thịt, lên đường, không bao giờ nhỏ bé được, nghe con. Giọng điệu tha thiết ân tình đã thể hiện mong ước của người cha với người con. Lời dặn chất phác chân thành, thật là xứng đáng. Làm sao để khi mà con lớn lên, con sống phải xứng đáng với truyền thống của quê hương. Quê hương đã nuôi dưỡng con, đã ủ ấp con biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng. Từ đấy chúng ta thấy bài thơ đã leo lên tình cảm, yêu thương, chịu mến, thiết tha và tin tưởng của người cha qua lời nói với con. Và điều lớn lao nhất mà người cha muốn truyền với con chính là tình cảm gia đình, lòng tự hào về truyền thống mạnh mẽ, bền bỉ, về truyền thống cao đẹp của quê hương và niềm tự tin khi bước vào đời. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ bài thơ. Qua việc tìm hiểu bài thơ, chúng ta có thể tổng kết một số nét chính như sau. Thứ nhất, về nghệ thuật, chúng ta thấy giọng điệu bài thơ tha thiết, ân tình, sâu lắng, cách diễn đạt và những hình ảnh độc đáo mang đậm chất dân tộc. Và ở đấy tác giả sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật ẩn dụ so sánh đậm chất dân tộc miền núi. Về nội dung, tác giả đã thể hiện tình cảm gia đình đầm ấm, ca ngợi truyền thống quê hương, đồng thời thấy sức sống và vẻ đẹp tâm hồn của người dân tộc miền núi.
Ngoài ra thì tác giả cũng muốn nhắc nhở đứa con về truyền thống dân tộc để con có thể vững bước vào tương lai, trở thành con người có ích cho xã hội. Bài học đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn các em đã lắng nghe.